Vào thời điểm này năm ngoái thì cơn sốt Bitcoin đang là trào lưu. Nó kéo theo hệ lụy là các bạn không thể nào build cho mình được một chiếc PC gaming giá rẻ khi giá Vega, SSD hay RAM đều tăng phi mã. Tuy nhiên khi sang đến năm 2019 này, khi tiền ảo không còn là trào lưu thì giá linh kiện đã giảm đi rất là nhiều. Và đặc biệt với sự trở lại của chiếc card đồ họa RX 570 thì việc build cho mình một chiếc PC gaming trong tầm giá 10 triệu đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Với tiêu chí đặt ra là sẽ phải chơi được các tựa game eSports cũng như vài tựa game offline cao cấp ở độ phân giải Full HD, để hình như Apex Legends, PUBG hay nặng đô hơn là Battlefield 5 hoặc là Shadow of the Tomb Raider, thì chúng ta sẽ cùng xem các linh kiện trong bộ máy này sẽ bao gồm những gì. Về CPU thì trong tầm giá chúng ta có AMD Athlon 200GE hoặc là Intel Pentium G504. Nếu các bạn muốn tiết kiệm chi phí tối đa thì có thể chọn 200GE, còn không thì chiếc G504 vẫn là ổn hơn so với đại diện của AMD. Để nhắc lại thì Pentium G504 nằm trong thế hệ CPU Coffee Lake của Intel. Với 2 nhân và 4 luồng xử lý thì nó gần như tương đương với chiếc Core i3-7100, thậm chí là có phần mạnh mẽ hơn khi có 4 MB bộ nhớ đệm. Với mức xung mặc định là 3.7GHz của mình thì chiếc G504 vẫn đang lựa chọn số 1 trong phân khúc CPU gaming phổ thông. Điểm yếu duy nhất khiến nó chưa thể sánh vai được với Core i đó chính là sự thiếu hụt tập lệnh AVX. Tuy nhiên tập lệnh này chỉ đóng vai trò cho các phần mềm vẽ đồ họa mà thôi, chứ còn không thể hiện được nhiều trong lúc chơi game. Đi kèm với G504 là tản nhiệt mặc định của Intel, mặc dù không được đẹp, hiệu năng cũng chưa thực sự cao. Nhưng với một chiếc CPU giá rẻ thì mình thật sự khuyên các bạn chưa nên dành tiền để nâng cấp tản nhiệt, vì những sản phẩm tốt thường có giá từ 4-500 nghìn cơ. Thay vào đó thì các bạn nên dành dụng để lên chiếc i3-9100F hay gắn thêm RAM, ổ cứng thì sẽ là lựa chọn hợp lý hơn trước mắt. Với máy tính phổ thông thì đương nhiên mình sẽ chọn một chiếc bo mạch chủ giá rẻ để tối ưu hóa chi phí. Lựa chọn ở đây là chiếc Asus Pram H310E. Với tầm giá khoảng 1.7 triệu thì các bạn sẽ được trang bị cổng M2 NVMe, và mặc dù chỉ hỗ trợ tối đa là 2 lane PCI thôi, nhưng đối với tốc độ khoảng hơn 1GB trên giây thì cũng không phải là tồi lắm. Trên chiếc bo mạch chủ này chúng ta sẽ chỉ có 2 khe cắm RAM. Đây sẽ là điều hạn chế nếu các bạn muốn nâng cấp về sau này. Và để khắc phục điều đó, mình khuyên các bạn nên mua một thanh RAM 8GB, để lỡ sau này có cần lên 16GB thì cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Lựa chọn trong bộ máy này chính là thanh RAM Kingmax Zeus RGB, sản phẩm đã quá quen thuộc với những bộ máy lắp ráp của Hà Nội Computer. Có CPU, bo mạch chủ và RAM rồi thì việc tiếp theo đó là tìm một chiếc vỏ case. Với kích cỡ bo mạch chủ đã chọn thì một chiếc vỏ case nhỏ nhắn sẽ là phương án tối ưu, nhưng có một nghịch lý đó là vỏ case càng nhỏ thì mức giá càng cao. Thế nên mình sẽ chuyển sang một sản phẩm thuộc phân khúc phổ thông hơn, đó chính là chiếc First Player Rainbow R5. Nếu như cách đây từ 2-3 năm, nói đến vỏ case chưa đến 600.000 thì không ai có thể nghĩ rằng là nó sẽ có RGB và cả mặt kính nữa. Tuy nhiên cần lưu ý là dù hỗ trợ đến cả kích cỡ ATX, nhưng thực ra không gian bên trong của Rainbow R5 không phải là quá rộng, và chúng ta cũng chỉ nên sử dụng các cạc màn hình tầm trung trở xuống để có lượng khí đồ lưu tốt. Điểm ấn tượng nhất là giải LED mặt trước sáng RGB và có thể điều khiển được ở nhiều chế độ khác nhau. Linh kiện quan trọng nhất của một bộ máy chơi game chính là cạc màn hình. Và với tầm giá này thì có lẽ các bạn cũng đoán được chiếc cạc màn hình mình sử dụng là RX 570 đến từ Gigabyte. RX 570 là chiếc Vega có nhiều ưu điểm và được đông đảo các bạn quan tâm. Những lời khen cho nó là quá nhiều nên gần đây mình cũng đã có một video nói về những điểm mà các bạn nên cân nhắc trước khi nâng cấp lên chiếc Vega này để các bạn có một góc nhìn khác khách quan hơn. Trong đó nhược điểm lớn nhất theo mình đánh giá chính là điện năng tiêu thụ của nó, bởi không phải bộ nguồn nào cũng đáp ứng được. Vấn đề đấy không còn là trở ngại quá lớn khi chúng ta đang xây dựng một hệ thống hoàn toàn mới. Với mức giá hiện tại chỉ 2.9 triệu, tức là rẻ hơn nhiều so với GTX 1650 mà hiệu năng ở mức tiệm cận so với 1060 3GB, thì mình đoán là RX 570 sẽ tiếp tục yên vị ở vị trí dẫn đầu trong phân khúc Vega gaming phổ thông trong một thời gian dài nữa. Như đã nói thì điểm yếu của RX 570 chính là yêu cầu về nguồn. Do đó mình lựa chọn Symantec X-Power 2 450W, bởi công suất chiếc nguồn này mang lại là đủ để tải RX 570. Và kể cả sau này khi bạn cần nâng cấp lên 1660 hay 1660 Ti thì vẫn sẽ không gặp vấn đề gì khó khăn. Tuy không thuộc phân khúc cao cấp nhưng nó vẫn được trang bị các tính năng cơ bản như chứng chỉ 80 Plus hay đầu 12V Single Rail. Ngoài ra điểm nhấn có thể kể đến là hệ thống cáp dẹt đồng nhất màu đen, giúp khi đi dây nhìn sẽ đỡ lộn xộn hơn rất nhiều. Sau khi bổ sung thêm quạt thông gió và một chút đèn LED thì tổng giá trị của hệ thống của chúng ta khi mua lẻ sẽ rơi vào khoảng 11.700.000 đồng. Nhưng đối với các bộ máy được lắp sẵn từ Hà Nội Creator, các bạn sẽ được hưởng ưu đãi khi chỉ phải chi trả khoảng 10.200.000 mà thôi. Ở trong video lần sau thì chúng ta sẽ cùng cài đặt, thử nghiệm nó với các tựa game online cũng như offline mới nhất, cũng như một số phần mềm chuyên dụng. Và chúng ta cũng sẽ so sánh nó với một cấu hình rẻ hơn sử dụng CPU AMD Athlon 200GE. Chi tiết như thế nào thì mời các bạn cùng xem ở phần mô tả phía bên dưới video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.